Hẳn mọi người đều không còn xa lạ gì với cái tên Zeus, một trong những vị thần Hy Lạp nổi danh nhất lịch sử nhân loại, chủ nhân tối cao của đỉnh Olympus, vua của các vị thần Hy Lạp. Tuy nhiên, bên cạnh những chiến tích hào hùng và quyền uy bá đạo, thì đại chúng ngày nay lại thường nhớ đến ông với những pha gái gú ngoài luồng đầy lùm xùm. Chính vì thế, nhiều người sau khi tiếp cận thần thoại Hy Lạp thông qua các nguồn truyền thông đại chúng hiện đại đã nhanh chóng có cho mình một tư tưởng phê phán đối với Zeus, rằng ông không xứng đáng làm vua của các vị thần khi chỉ biết ăn chơi trụy lạc và rảnh hán đi gây họa khắp nơi. Một số tác phẩm của văn hóa đại chúng đã được viết ra để chiều lòng những người theo hướng suy nghĩ này. Tiêu biểu có thể kể đến dòng game God of War, loạt anime Record of Ragnarok hay phần phim mới nhất của Marvel là Thor, Love and Thunder. Vì vậy, trong bài viết lần này, chúng ta sẽ cùng đánh giá về hình tượng của Zeus trong thần thoại, xem ông có thực sự xứng đáng là vị quân vương của Olympus, chúa tể của các vị thần Hy Lạp như cái cách người Hy Lạp cổ đại sùng bái hay không. Dĩ nhiên, vì là đánh giá của nhóm bọn mình, thế nên nó hẳn sẽ chứa các góc nhìn khách quan lẫn góc nhìn chủ quan. Tuy nhiên, bọn mình sẽ cố gắng bám sát các sự kiện trong thần thoại và hạn chế suy diễn nhất có thể. Và thứ hai, bọn mình muốn duy trì hai quan điểm đã được công nhận trong lịch sử. Một là tiêu chuẩn đạo đức của người hiện đại không thể áp dụng cho thời cổ đại, nguyên tắc đạo đức của thời đại. Và hai là đạo làm người thường thì không thể áp dụng lên đạo làm vua, nguyên tắc chính trị thực tiễn. Quan điểm thứ nhất thì quá rõ rồi. Vì thời thế khác nhau nên thứ mà ngày nay có thể xem là man rợ, là kinh khủng, là độc ác, có thể thời xưa nó là điều bình thường, thậm chí là anh hùng. Ví dụ vào thời cổ đại, luật pháp dựa trên quan điểm báo thù tương xứng, mắt đổi mắt, răng đổi răng, mạng đổi mạng, thay vì mang tính răng đe, thì ngày nay lại dựa trên quan điểm mang tính răng đe, cải thiện hành vi con người. Ngày xưa, nam nữ thụ thụ bất thân, ham muốn tình dục được xem là thô tục và thấp hèn, thì ngày nay lại cho rằng việc quan hệ tình dục là nhu cầu cơ bản chứ không có gì xấu cả. Ngày xưa, phụ nữ bị khinh thường, bị trẻ rúng, phải phụ thuộc vào nam giới, thì ngày nay chúng ta có bình đẳng giới, có nữ quyền. Ngày xưa, người đồng tính bị xem là quái thai, là lệch lạc, là đáng lên án, thì ngày nay mọi xu hướng tính dục đều được tôn trọng. Ngày xưa, hiến tế người sống được xem là điều đúng đắn để ngăn chặn thiên tai. Tóm lại, lấy ra vài ví dụ như vậy là để thấy tiêu chuẩn đạo đức cũng có thể thay đổi theo thời gian. Vậy nên, khi xem xét một sự kiện, một vấn đề thì phải nên đặt nó vào trong đúng bối cảnh lịch sử cụ thể của nó, thay vì đem nhãn quan hiện đại áp đặt lên để phán xét vậy. Quan điểm thứ hai thì cũng tương đối rõ ràng, bởi hẳn ai cũng biết kẻ làm vua có trách nhiệm lèo lái cho cả một quốc gia, gánh trên vai trọng trách đảm bảo lợi ích cho bá tính. Vậy nên, yêu cầu tiên quyết là phải nhìn cho đại cục mà bỏ qua tiểu tiết, tức là nếu thấy điều gì đó có lợi cho đại cục thì làm, còn bất lợi thì gạt đi. Và đôi khi, những thứ đạo đức của người bình thường như tư tình, ham muốn ích kỷ cá nhân, v.v. chính là các tiểu tiết ấy. Ví dụ như Đinh Tiên Hoàng, để thống nhất nước ta, đã sẵn sàng hy sinh đứa con trai đang bị bắt làm con tin của mình. Hay như Thái hậu họ Dương, đã sẵn sàng phế con mình nhường ngôi cho Lê Hoàng để đất nước có một người thủ lĩnh đủ tài năng và uy nghiêm, chống lại sự xâm lược của phương Bắc. Cái này mình xin phép sẽ nói sâu hơn trong phân tích một số tình huống cụ thể ở phần sau. Quay trở về với những gì Zeus đã thể hiện, thì đánh giá của mình, trong thần thoại Hy Lạp, ông có nhiều phẩm chất để trở thành chúa tể của các vị thần, xứng đáng được con người thờ phượng với tư cách vị vua tối cao, nhiều hơn bất cứ một ai khác. Anh hùng thời chiến. Trước hết là về cách mà Zeus lãnh đạo chúng thần trong mỗi cuộc chiến. Chúng ta biết rằng, kẻ làm thủ lĩnh tốt phải là kẻ đứng mũi chịu sao, trở thành trụ cột để tất cả nhìn vào, đương đầu với những vấn đề mà không ai có thể giải quyết được. Zeus chính là kiểu thủ lĩnh như thế. Điều này thể hiện rất rõ khi Typhon tấn công Olympus, tất cả các vị thần đều lũ lượt bỏ chạy vì khiếp sợ trước sức mạnh của con quái vật. Chỉ trừ có Zeus là vẫn ở lại để đối mặt với kẻ thù. Theo một số bản thì Zeus có Selene, tiên phong, hoặc có Athena và Dionysus ở lại sát cánh cùng. Tuy nhiên, cuối cùng thì ông vẫn phải đơn phương độc mã chiến đấu khi Selene bị hạ gục quá nhanh, và Athena và Dionysus hoặc là vô dụng, không đóng góp được chút nào trong cuộc chiến, hoặc thì lặn mất tâm, không tham chiến dù chỉ một giây nào, khiến Zeus phải hớ hình một phen. Nhìn chung thì với những trợ giúp cực kỳ ít ỏi đó, mấu chốt tiên quyết vẫn nằm ở tinh thần đương đầu không sợ hãi của ông. Không ai có thể phủ nhận được sự dũng cảm của vị thần vương trên đỉnh Olympus trong hành động này. Và kết quả phần thắng sau cùng thuộc về Zeus, triều đình của Olympus được bảo toàn hoặc được phục hồi.
Tất nhiên là trong lịch sử, không thiếu trường hợp người đứng đầu chủ động rút lui khỏi thủ đô tới vùng an toàn, vẫn có thể tập hợp lực lượng để phản công. Nhưng cũng rất nhiều trường hợp, việc rút chạy khiến tinh thần tất cả sụp đổ và để lại những vết nhơ trong lịch sử đến mãi về sau. Trong các phiên bản kiểu sau, rõ ràng nếu như Zeus không ở lại chiến đấu, hẳn sẽ chẳng vị thần nào quay về mà cứu Zeus. Bởi nếu một người thủ lĩnh mà hèn nhát bỏ chạy thì có cứu ông ta cũng có nghĩa lý gì. Thế mới thấy, việc sẵn sàng ở lại chiến đấu với Typhon chắc chắn là một dấu ấn chói lọi của Zeus ở vai trò kẻ đứng mũi chịu sao. Và đó cũng không phải là lần duy nhất Zeus chứng minh phẩm chất này. Trong hai cuộc chiến lớn khác của Olympus là cuộc chiến khai quốc Titanomachy chống lại triều đại Othrys của ông bố Cronus và trận chiến Gigantomachy chống lại chủng tộc Gigantos dưới trướng nữ thần Gaia, Zeus vẫn luôn luôn là ngôi sao sáng nhất trên chiến trường, thể hiện nhiều chiến công đáng nhớ nhất. Trong đó, phải kể đến thành tích của ông cứu các anh chị khỏi bụng Cronus, hay công lao ông tập hợp các vị thần khác phối hợp cùng Hercules một cách bài bản để tiêu diệt các Gigantos. Nhìn chung, Zeus là một vị tướng mẫu mực thời chiến, một người thủ lĩnh xứng tầm để dẫn dắt mọi người vượt qua cơn chiến loạn, mở ra một thời kỳ hòa bình. Đắc nhân tâm, bí quyết thành công. Chúng ta đã biết về Zeus qua những cuộc chiến. Hình tượng của ông khi ấy luôn được mô tả mang khí chất của một bậc chỉ huy vô cùng uy vũ bá đạo, chấn động thiên địa, mang lại sĩ khí cao ngất cho các chư thần. Vậy thì vào thời bình, khả năng trị quốc của Zeus ra sao? Phải chăng đây là lúc những gì mọi người đồn đại về Zeus, rằng ông chỉ là một kẻ ăn chơi sa đọa, không xứng đáng trị vì chư thần? Chà, có thể mọi người không tin, nhưng thực ra Zeus là một chính trị gia lão luyện, rất giỏi thu phục nhân tâm, mà cũng sẵn sàng để tay nhúng chàm, thực hiện những kế hoạch hắc ám để đạt được đại nghĩa. Ngay từ thời Titanomachy, Zeus đã có chính sách khôn khéo về mặt chính trị, giúp ông lôi kéo chính các Titan đứng về phe mình. Khi cuộc chiến Titanomachy sắp sửa diễn ra, Zeus đã tuyên bố rằng bất cứ ai từ bỏ Cronus để về phe Olympus đều sẽ được giữ nguyên tước vị, và những người chưa có tước vị gì dưới thời Cronus sẽ được thăng thưởng các tước vị phù hợp. Dùng quyền lợi của tước vị chính là cách lôi kéo lòng người hiệu quả nhất. Hàn Tín từng chê bai Hạng Vũ là thu phục lòng người bằng cách nhiệt tình chăm sóc, nhỏ lệ xót thương binh sĩ. Nhưng lúc phong quan tấn tước, ban thượng đất đai thì lại keo kiệt bủn xỉn. Cái đó được Hàn Tín gọi là lòng nhân của đàn bà, không thể làm được việc lớn. Thế chứng tỏ ban thượng tước vị của Zeus chính là cách thu hút rất đúng đắn. Zeus cũng luôn công bằng, hay nói đúng hơn là luôn biết cách tỏ ra như thế. Thực tế, Zeus cũng là một vị thần của công lý và luật pháp và được rất nhiều người tôn xưng về sự công minh ở mặt này. Chúng ta đều cảm nhận được Zeus có một số sự thiên vị rõ ràng, như với Thetis lúc cô cầu xin Zeus giúp đỡ cho con trai mình. Như Athena được Zeus trao cho quyền sử dụng cả hai món vũ khí của ông là tấm khiên Aegis và lưỡi tầm sét. Như Artemis, xin Zeus thứ gì cũng được ân thuận. Thế nhưng, trước những sự kiện mang tính công khai, Zeus luôn tỏ ra được là một vị vua công bằng và khách quan nhất có thể. Ví dụ cho những trường hợp này là khi cuộc chiến thành Troy diễn ra, khi cán cân của định mệnh đã nghiêng về phía của một chiến tướng phàm nhân thay vì con trai Sarpedon của mình, Zeus đã chẳng hề giống như các vị thần khác, cố gắng can thiệp, điều mà ông có thể làm một cách dễ dàng nếu muốn, thay vào đó, ông đơn giản là thuận theo phán quyết này. Mặt khác, thực tế cũng chứng minh Zeus được lòng người hơn hẳn hai vương triều tiền nhiệm. Thời Uranus, khi chính biến phát sinh, có tổng cộng là 6 người trong nội các làm phản ông ta là bà vợ Gea và 5 đứa con trai, trong khi 7 đứa con còn lại biết nhưng đứng nhìn mà không dám hoặc chẳng thèm can thiệp. Thời Cronus thì số lượng người trong hàng ngũ chư thần Othrys chống đối lại thần cũng rất nhiều. Từ bà mẹ, bà vợ, mấy đứa con, cả đám con cháu trong họ cũng làm phản cả đống. Còn dưới thời Zeus, tuy cũng chọc giận Gea, nhưng triều đình của ông tương đối êm thấm. Vụ nổi loạn duy nhất thì cũng chỉ có 4 người tham gia là Hera, Poseidon, Apollo và Athena. Dĩ nhiên là cuộc đảo chính vừa xảy ra thì ngay sau đó, Zeus cũng được Thetis và Briareus hỗ trợ để dập tắt cuộc nổi loạn, cho thấy ông đã gây dựng được lòng trung thành với thuộc hạ đến thế nào. Thậm chí, những kẻ nổi loạn sau đó đều trung thành trở lại với ông. Nếu như không phải là một vị quân vương được lòng người thì làm sao có chuyện đó? Dĩ nhiên, Zeus được lòng người như vậy cũng bởi ông rất khôn khéo trong việc thu phục nhân tâm. Nhiều người nghĩ rằng vị thần vương trên đỉnh Olympus đơn giản là một lão cục xúc, chỉ biết gõ nhau rồi ăn chơi như kiểu Robert Baratheon của Game of Thrones. Còn với những kẻ dưới trướng thì sống chết mặc bay.
nhưng thế là sai hoàn toàn. Đầu tiên, có thể thấy cách xử lý cực kỳ mềm mỏng khéo léo của Zeus qua vụ đối xử với ba anh em Cyclops và ba anh em nhà Hecaton Keres. Nôm na thì Hecaton Keres là bộ ba người khổng lồ có hàng trăm cái đầu với hàng trăm cánh tay, còn các Cyclops là những người khổng lồ chỉ có một con mắt. Trong một số miêu tả thì là ba mắt, với con mắt chính giữa trán nổi bật hơn cả. Sáu anh em này cũng giống như sáu Titan thế hệ đầu tiên, vốn là con của thần bầu trời Uranus và nữ thần đất Gaia. Bởi sở hữu một ngoại hình quái, lại có sức mạnh phi phàm từ khi mới sinh ra, nên họ đã bị Uranus vừa ngứa mắt vừa lo ngại. Sau đó thì vị thần bầu trời đã tống ngược họ lại vào tử cung của Gaia, dẫn đến sự đau đớn vô cùng của bà. Đây chính là điều khiến Uranus bị Gaia lật đổ. Rồi khi Cronus hứa hẹn với Gaia là sẽ lật đổ ông bố, giải thoát cho mấy đứa em, để rồi cuối cùng cũng chỉ vì thấy tụi nó quá xấu nên lại quăng vào xuống Tartarus. Đây một lần nữa lại là lý do khiến Gaia quay lưng với Cronus, hậu thuẫn Zeus chiếm quyền. Với Zeus, ông đã giải thoát cho hội này để mượn sức mạnh của họ trong cuộc chiến chống lại các Titan, ban thưởng cho họ những đồ ăn, đồ uống thần thánh như Ambrosia và Nectar. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Zeus liền ban cho các Hecaton Keres chức cai ngục Tartarus, còn các Cyclops được giao nhiệm vụ cao cả là tới những ngọn núi lửa thuộc địa bàn của Hephaestus để giúp đỡ thần thợ rèn. Như thế, Zeus vẫn vừa có thể đẩy họ khỏi tầm mắt của mình, trong trường hợp ông ta cũng thấy ngứa mắt với mấy người họ hàng xấu xí như Cronus cha mình, nhưng lại vừa thu được lòng trung thành của họ. Khi cần thiết vẫn có thể sử dụng, như trường hợp gọi Briareus lên hộ giá lúc Zeus bị bộ tứ kia làm phản. Tiếp theo, đó là Zeus cũng thường thực thi những chính sách rất khôn ngoan với kẻ thù. Với Prometheus, sau khi được Hercules cầu xin, thì Zeus đã thả Titan này với điều kiện là ông phải đeo một chiếc nhẫn được làm từ những sợi xích đã trói ông. Đại khái là tuy không thể tha thứ, nhưng Zeus đã đưa ra giải pháp để hình phạt được giảm nhẹ đi rất nhiều. Với bộ tứ làm phản Hera, Athena, Poseidon và Apollo, Zeus cũng không có hình phạt tàn bạo nào dành cho họ. Theo một số nguồn, Zeus thậm chí còn ân xá cho Cronus và các Titan khác, ban cho quyền cai trị quần đảo Elysium sau khi cảm thấy họ đã chịu trừng phạt đủ rồi. Hành động vô cùng nhân văn này của Zeus có thể nói là vừa khiến cho kẻ thù thần phục mình, lại vừa góp phần xoa dịu Gaia, người vốn bất bình bởi hành động giam cầm các Titan của ông trước đó. Cuối cùng, Zeus có rất nhiều tình nhân, từ các Titan, nhân loại cho tới các tiên nữ. Đây là một điều mà bất kỳ một vị quân vương thời cổ đại nào cũng cần phải làm, và Zeus đã làm rất tốt. Ngoài những mục tiêu thỏa mãn nhu cầu tình dục, việc có nhiều nhân tình từ các thế lực khác nhau cũng là cách các bậc quân vương tạo mối liên kết với những phe phái, góp phần làm ổn định triều chính, gia tăng thế lực bản thân và khi cần có thể dùng các phe để kiềm hãm lẫn nhau. Về lý thuyết chính trị thì là vậy, còn về mặt tình cảm thì điều này cũng một phần phản ánh sự giao hảo tốt đẹp của ông với nhiều thế lực, giúp cân bằng cán cân quyền lực, cũng như tạo các mối ân tình để khi cần thì có thể huy động sự trợ giúp từ họ. Như khi bị làm phản thì Zeus đã nhờ cô bé Thetis, tình nhân của ông khi đó triệu hồi Briareus giúp mình. Rõ ràng với những nước đi nhất cử lưỡng tiện như thế, Zeus rõ ràng cao tay hơn hẳn hai người tiền nhiệm rất nhiều. Đằng sau ánh sáng chính là bóng tối. Ngoài ra, Zeus cũng rất giỏi thao túng mọi người xung quanh để thực hiện đại nghĩa hắc ám của mình, mà lại vẫn giữ cho bản thân cái tiếng trong sạch lẫn sự tín nhiệm của mọi người sau khi vạn sự đã xong xuôi. Khả năng này của Zeus thể hiện rất rõ trong cuộc chiến thành Troy, khi ngoài mặt luôn đóng vai trò là bên trung gian hòa giải, nhưng bên trong thực chất lại là người lên kế hoạch cho cuộc chiến xảy ra ngay từ ban đầu. Hãy khoan trách Zeus là xấu xa hay hèn hạ, vì trong bối cảnh của câu chuyện, cuộc chiến này là vô cùng cần thiết. Khi đó, gánh nặng mà nhân loại mang tới cho Gaia, tức mặt đất này càng ngày càng lớn, buộc các vị thần phải nghĩ cách để giảm bớt số lượng con người đi trước khi mặt đất quá tải và sụp đổ. Trong lúc những vị thần khác chỉ biết dùng đến các thảm họa tự nhiên để hủy diệt nhân loại một cách không kiểm soát, thì Zeus lại chủ trương sử dụng chiến tranh để nhân loại có thể thanh trừng lẫn nhau đến mức chấp nhận được. Bởi khi ấy, con người vẫn chưa tha hóa đến mức phải reset tất cả như trong bối cảnh khải huyền. Đặc kiêu nhãn quan của thế giới thần thoại, thời kỳ thống trị của vũ khí lạnh và những cuộc giao tranh thường mang tính cá nhân giữa các chiến tướng, thì điều này xem ra cũng rất khả thi. Đây được xem là một nước đi dù có phần khốn nạn nhưng cũng vô cùng khôn khéo của Zeus, vì khi đó, các vị thần vừa không phải trực tiếp gây ra tội ác, vừa lại được con người sùng bái nhiều hơn khi họ sẽ cầu nguyện với các vị thần để có thể giành lấy chiến thắng, thỏa mãn dã tâm của mình.
Để có thể kiểm soát dự án này một cách chặt chẽ hơn nữa, khi cuộc chiến diễn ra, Zeus đã tuyên bố rằng sẽ không giúp đỡ cho cả hai phe và đặt ra luật để cấm hoặc cho phép các vị thần tham chiến. Tuy nhiên khi đã cấm thì sẽ cấm cả hai phe, và khi cho phép thì cũng sẽ cho phép cả hai phe xả láng. Hành động này chính là để kiểm soát sự can thiệp của những nhân tố mang sức mạnh quá vượt trội vào cuộc chiến, qua đó khống chế được lượng thương vong như ở trong hoạch định ban đầu. Sau cùng, cuộc chiến thành Troy đã lấy đi vô số mạng sống của cả người thường lẫn anh hùng, đưa mặt đất trở lại sự cân bằng như kế hoạch của Zeus. Một ví dụ khác cho sự tính toán thâm sâu này của Zeus là cách bố trí nhân sự ở đỉnh Olympus. Như đã nói ở trên, Zeus phân phong chức vụ cho mọi vị thần đứng về phía mình trong cuộc chiến, kể cả những người trước đó vốn chưa có gì nổi bật. Thế nhưng rồi sau đó sẽ phát sinh ra những vấn đề khác. Khi gia đình của Zeus, và nhất là đám con của ông, hình thành một hệ thống riêng, tình trạng mâu thuẫn giữa các phe trong một triều đình không phải điều hiếm gặp. Lưu Bị khi lập nhà Thục Hán, trong triều hai phe công thần từ Kinh Châu và phe bản địa ở Ích Châu, mâu thuẫn đấu đá là một trong những trở ngại to lớn nhất với đại nghiệp. Như vậy, tìm cách xử lý được vấn đề này là điều mà nhiều vị vua đã phải gặp. Với Zeus, rõ ràng việc tin tưởng vào những máu mủ gia đình thân cận sẽ tốt hơn là tin vào những người bà con xa, phải không nào? Thế là chẳng mấy chốc, chúng ta thấy hội đồng của những vị thần tối cao của Olympus chỉ toàn là anh chị em con cháu trong nhà của Zeus, biến những buổi họp hội đồng trên đỉnh Olympus trở thành những buổi giả lập gặp mặt gia đình. Các vị thần Titan ngày trước, tuy một số người vẫn giữ vai trò của mình, nhưng nó không còn được như xưa. Helios, Selene và Eos vẫn cứ là thần cai quản mặt trời, mặt trăng và bình minh, nhưng địa vị này cũng đồng thời bị chia sẻ với Apollo và Artemis. Oceanus vẫn cai quản vùng nước xa xôi mang tên mình, nhưng vị trí quyền lực cai quản biển cả quanh khu vực gần bờ, tiếp nhận sự thờ cúng từ nhân loại trực tiếp là Poseidon. Dưới địa phủ của Hades, Zeus cũng cài cắm ba đứa con, vốn là ba vị vua Minos, Rhadamanthus và Aeacus, làm thẩm phán linh hồn dưới ấy, trực tiếp nhúng tay vào quyền lực của người anh trai mình. Đặt đại sự lên trên thú dục tầm thường. Một điểm nữa mà có thể nhiều người không tin, đấy là Zeus thật ra rất biết cách kiểm soát sự háo sắc của mình khi dính đến chuyện đại sự. Thật đấy, các bạn có thể lôi chuyện Zeus gieo giống khắp Hy Lạp ra đùa bao nhiêu cũng được, nhưng hãy để ý rằng những chuyện đó dù có gây ra bao lùm xùm thì thực tế cũng không trực tiếp nguy hại đến chính quyền của Zeus. Một số trường hợp như việc khai sinh ra hai chị em Artemis, Apollo, Hercules, Dionysus, Hermes và Helen thì còn là hữu ích với ông nữa là đằng khác. Còn ngược lại, nếu nữ sắc có thể đe dọa đến đại nghiệp, Zeus luôn sẵn sàng từ bỏ. Tiêu biểu cho sự biết đặt đại sự lên trên ham muốn cá nhân này là trường hợp của người vợ đầu Metis. Metis là tình đầu của Zeus từ hồi ông mới âm mưu lật đổ bố, là quân sư đồng hành cùng Zeus, giúp đỡ qua bao chuyện khó khăn. Thế nhưng khi biết về lời tiên tri rằng nếu Metis sinh ra đứa con thứ hai thì đứa con này sẽ hùng mạnh hơn cả Zeus, nên Zeus đã nuốt luôn Metis đang mang thai đứa con thứ nhất vào bụng. Một trường hợp khác là mối tình của ông với Thetis cũng tương tự. Ban đầu, Zeus cũng theo đuổi nàng tiên nữ nhỏ tuổi, nhưng khi vừa biết về lời tiên tri rằng đứa con trai mà Thetis sinh ra sẽ còn hùng mạnh hơn cha, Zeus lập tức biết đường thoái lui và sau đó gả Thetis cho cháu trai mình, một anh hùng trần gian tên là Pylos, sinh ra con trai là người anh hùng nổi tiếng Achilles. Tóm lại, có thể thấy Zeus khi động đến việc lớn là ngay lập tức sẽ bị tiết chế. So với ông bố Cronus, dù biết lời tiên tri là sẽ bị con lật đổ do bị Uranus nguyền rủa, vậy nhưng vẫn sinh với Rhea tận 6 đứa con, để rồi phải đi nuốt từng đứa mà vẫn bỏ sót. Rồi thậm chí còn có quan hệ ngoài luồng với tiên nữ mà sinh ra nhân mã Chiron, thì Zeus vẫn còn biết kiểm soát bản thân và nghĩ cho cơ đồ rất nhiều. Tất nhiên, việc làm của Zeus nhưng trong trường hợp của Metis có thể bị đánh giá là tàn nhẫn và vong ơn, còn tệ hơn cả Cronus nuốt con, nhưng suy cho cùng, tàn nhẫn và bất chấp thủ đoạn là phẩm chất cần có của một vị vua. Thủ đoạn của Zeus đã giúp ông ta giữ vững ngai vàng, duy trì một triều đại rực rỡ, trong khi Cronus thì không. Một vị thần đáng tôn kính. Tạm thời với những điểm cộng trên, có thể coi Zeus là một người trị vì tốt với chúng thần Hy Lạp. Vậy còn với những tín đồ dưới trần gian của ông thì sao? Với việc quản lý trần gian, Zeus cũng thể hiện mình là một thần bảo hộ đa phần thời gian là tốt. Nhờ có sự phân bố nhân sự hợp lý, các vị thần dưới quyền của thần vương trên đỉnh Olympus hầu hết đều thực hiện tốt vai trò của mình. Chúng ta có thể thấy được điều đó thông qua những bài vịnh, thánh ca, thơ, truyền thuyết và kịch,
ca ngợi công lao của các vị thần của người Hy Lạp cổ đại, cũng như các công trình tôn giáo tồn tại dày đặc khắp Hy Lạp. Dĩ nhiên, những gì mình đưa ra được đặt dưới nhãn quan của người Hy Lạp cổ đại, như đã nói từ ban đầu. Và với người Hy Lạp cổ đại, họ không cầu xin thần Zeus không trừng phạt họ, mà là cầu xin phước lành, sự bảo hộ của ông. Bởi vậy, có thể nói Zeus về tổng thể vẫn luôn là một vị thần tốt lành, chứ không phải kẻ gieo rắc hỗn loạn, trụy lạc khắp Hy Lạp cổ đại như cái cách đại chúng vẫn thường miêu tả. Ngoài ra, những lúc cần thiết thì Zeus cũng biết tận dụng sự tồn tại của nhân loại để thực hiện mưu đồ, chứ không chỉ đơn giản là xem họ là vật tiêu khiển hay nguồn cung cấp sự thờ phụng cho những người tiền nhiệm. Tiêu biểu có thể kể tới những cuộc tình của Zeus, đa phần đều là để sản sinh ra các anh hùng, các vị vua mang dòng máu thần linh để có thể thực hiện các kỳ công, hay chỉ đơn giản là thu phục dân chúng địa phương để gia tăng số lượng tín đồ. Trong số những á thần được sinh ra như vậy, có thể kể tới Hercules là công thủ đã góp phần then chốt trong công cuộc tiêu diệt các Gigantos. Hay như Helen, người mà sau này, dưới sự đưa đẩy trách nhiệm phán xử của Zeus, đã trở thành nhân tố khơi mào cuộc chiến thành Troy, là tiền đề cho sự thành công của kế hoạch của Zeus. Nhà triết học phục hưng vĩ đại Niccolò Machiavelli của nước Ý từng nói rằng, một quân vương phải biết mang trong mình cả sức mạnh của sư tử và cáo, bởi sư tử chẳng thể thoát cạm bẫy, cáo dễ thành mồi cho chó sói. Phải biết là cáo để thoát khỏi bẫy săn và là sư tử để dọa được sói. Làm vua giỏi không quá đặt nặng đời tư hay đạo đức nhân cách của bạn như thế nào, mà là ở chỗ biết dùng quyền lực và mưu trí ra sao để mang lại lợi ích lớn nhất cho bách tính, cho quốc gia. Zeus có cái uy để trấn được tất cả các chư thần và khiến nhân loại kính sợ. Biết dùng tình cảm để ràng buộc, biết dùng thủ đoạn để trị vi, biết kiểm soát nhục dục của bản thân để mưu đồ đại sự. Đó là những phẩm chất của một vị vua, hoàn toàn xứng đáng với ngày báo của mình. Trên đây là toàn bộ nội dung của bài viết. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh Spyroom để xem những video mới nhất được chúng mình lên sóng nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.